xin chào các bạn, Tini vừa mới mua một quyển tạp chí cực kỳ hay luôn. Và đó chính là ta-da, tạp chí của 16 Rand. Thì cái em này Tini đoán là các bạn đã biết hết rồi đúng không nè. Bởi vì dạo gần đây á, nó rất là hot ở trên những cái mạng xã hội như là trên Facebook hay là trên Instagram. Tini thấy là rất là nhiều bạn đã đăng cái video về em này. Cho nên là Tini cũng xí đú mua em về để dùng thử. Bởi vì khi mà Tini xem một cái đoạn video của 16 Rand quảng cáo á, thì chỉ cần dùng cái sản phẩm này quẹt ngang một cái thôi là makeup xong đôi mắt rồi. Nhìn thấy hấp dẫn quá trời luôn á. Bây giờ mình sẽ dùng thử xem coi là cái sản phẩm này nó có đúng như lời quảng cáo hay không nha. Trước tiên thì mình sẽ cho các bạn xem thiết kế của sản phẩm này nha. Và các bạn thông cảm nha, tại vì con heo Liti nó đang chiếm chỗ làm việc của mình cho nên quay chúng nó một chút xíu. Thì các bạn thấy là cái hộp giấy này nè, nhìn rất là sắc sảo và sang trọng luôn. Khi mà mình cầm cái hộp giấy lên đó thì mình thấy wow, cái sản phẩm này đúng là sang chảnh đó nha. Nhưng mà khi mà mình mở cái hộp giấy này ra rồi mình lấy cái sản phẩm ra các bạn, thì lại ngược lại. Mình cảm thấy cái sản phẩm này nó chưa hợp với cái giá tiền cho lắm. Bởi vì cái giá tiền thì khá là cao, nhưng mà cái hộp em này là hộp nhựa trong. Mình thấy là với cái hộp nhựa trong này thì có rất là nhiều hãng đã thiết kế rồi, và giá thành rẻ hơn rất là nhiều luôn á. Rồi bây giờ thì Tini sẽ mở bên trong cho các bạn xem nha. Ở bên trong này thì sẽ có một cái cọ này các bạn. Cái cọ này á, khi mà Tini chạm tay vào thì Tini thấy nó khá là mềm, lông cọ cũng khá là ok đó. Nói chung là cái chất lượng của cây cọ này thì khá là thích đó. Còn về cái màu mắt thì chút xíu nữa mình dùng lên mắt mình mới biết được. Đây, sơ sơ thì cái thiết kế của sản phẩm là nó như vậy nè các bạn. Bây giờ mình sẽ test thử màu mắt này lên trên tay cho các bạn tham khảo nha. Cái phần màu nâu đậm thì mình thấy rất là rõ luôn, nhưng mà cái phần màu nâu nhạt thì mình thấy không có rõ nha các bạn. Ở ngoài mắt thường của mình nhìn thấy là không, gần như không thấy gì hết luôn á, chỉ thấy những cái hạt nhũ lấp lánh thôi à. Bây giờ mình sẽ đánh thêm vài lớp nữa coi là màu mắt lên có rõ không nha. Sau 3 lần đánh thử màu mắt thì nó ra như vậy nè các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ dùng thử màu mắt này lên trên mắt xem nó có hiệu quả như thế nào nha các bạn. Mình như đây, để vô đây. Quẹt qua. Không thấy gì trơn trời. Xong rồi đó các bạn, hai bên mắt của mình thì bên đây có dùng màu mắt nè, bên đây không có dùng nè. Các bạn thấy có sự thay đổi đúng không? Nhưng mà nó không có nhiều. Hiện tại thì mắt bên phải của mình đó là mình đã dùng cái màu mắt này theo giống như lời quảng cáo của hãng. Thì mình thấy là khi mình dùng á, cái màu nâu đậm á các bạn, màu nâu đậm này nè, nó lên cái phần mắt của mình rất là rõ và nhìn nó lon màu rất là tự nhiên. Tuy nhiên cái màu nâu nhạt này á thì lên cái bầu mắt mình gần như là không thấy màu. Mình chỉ thấy những cái hạt nhũ bắt sáng lấp la lấp lánh thôi chứ không thấy màu. Cho nên nếu như mà bạn nào mà mắt một mí á, dùng những cái màu như thế này nhìn con mắt mình chụp bụp à, không có đẹp. Tại vì mắt một mí mà dùng những cái nhũ này á thì nó tạo cho mình cảm giác là con mắt mình bị bụp xuống á các bạn, nhìn không có sâu và không có cuốn hút. Với lại cái cách đánh mắt này nè, cái đánh mà chỉ có một lần màu đen và một cái lần màu sáng hơn ở phía trên á, thì mình làm cho con mắt mình giống như là mình vẽ eyeliner mà bị kiểu như bị lem vậy các bạn. Nhìn mình mở mắt lên á, là khi mình mở mắt lên á thì cái mi dưới này của mình nè toàn là một màu đen không à, không có màu để mà lon, nhìn cặp mắt của mình không có cuốn hút, nhìn không có sâu và nhìn kiểu như không có ẹt á. Còn cái màu, cái kiểu đánh mắt này thì Tini nghĩ là dành cho những bạn nào mà kiểu như là không biết đánh mắt luôn á, không biết đánh mắt luôn thì dùng kiểu như vậy thì thấy à cũng được, cũng có màu trên mắt. Nhưng thật ra là nhìn vô người khác nhìn vào thì người ta nhìn, người ta đánh giá là cái màu mắt này nó không có được chuẩn, nó không có được đẹp cho lắm. Nói tóm lại, với cái màu mắt này và với cái cách đánh mắt mà 16 Rand đã giới thiệu cho mình đó thì chỉ hợp với bạn nào không biết đánh mắt thôi. Không biết đánh mắt và không biết make up á thì dùng cái kiểu này rất là nhanh, rất là thuận lợi. Nhưng mà đối với những bạn nào mà biết trang điểm, người ta nhìn vào á thì người ta thấy là à, cái cách trang điểm của bạn này nó hơi bị lỗi, nó hơi bị sai sai. Cho nên là bây giờ mình sẽ thử đánh màu mắt này với cái cọ của mình luôn, xem coi là cái màu mắt lên nó có đẹp hay không nha. Xong rồi đó các bạn, bây giờ thì mình sẽ vẽ thêm eyeliner với lại chút mascara cho đôi mắt của mình được thêm phần long lanh nha.
Xong rồi đó các bạn, màu mắt phía bên tay phải của Tini á, là mình đã dùng theo hướng dẫn của hãng luôn, là lấy cây cọ này quẹt một lần ngang. Còn màu mắt phía bên tay trái mình á, là mình dùng theo cá nhân của mình, là mình dùng cọ để mình tán mắt như bình thường. Thì sau khi mà đánh mắt bằng hai cái cách khác nhau thì các bạn thấy là hai bên mắt của mình cũng có sự khác biệt đúng không? Và cá nhân Tini thì Tini thích phía bên đây hơn. Không phải là vì cái này là do Tini đánh thì Tini thích, nhưng mà vì nó như vậy nè. Trước tiên á là màu mắt này, cái màu mắt này, cái phần mà màu sáng á các bạn, nó lên rất là nhạt luôn, gần như là bạn không thấy màu luôn á, bạn chỉ thấy được những cái hạt nhũ lấp lánh thôi. Cho nên nếu như mà đánh theo cái cách giống như hãng giới thiệu á thì mình, cái đôi mắt của mình cảm giác là nó bị chùm bụp á, không có được gọi là không được sâu, không được cuốn hút đó. Và nếu như mà bạn nào mà mắt một mí là thôi rồi, đánh cái kiểu này là không đẹp tí nào luôn á. Cho nên là mình không có thích cái cách đánh bên đây, một phần là như vậy. Thêm một phần nữa là cái màu đen này nè các bạn, nó lại ra màu đẹp hơn, tức nghĩa là khi nó lên màu nó lại lên đậm và lên sắc nét. Cho nên khi mà mình dùng cái cọ này quẹt ngang một lần á thì màu đen nó đã rất là đậm rồi, mà màu sáng thì nó lại cái màu tối chứ. Mình sorry nha, mình nói lộn, màu này là màu tối, màu nâu tối, thì cái màu nâu tối nó đã rất là đậm rồi, còn cái màu sáng này thì lại không lên màu. Nếu như mà mình cố gắng đánh thêm 2-3 lớp lên nữa để cho cái màu sáng này nó có màu thì cái màu nâu tối này nó lại quá đậm đó. Cho nên là mình cảm thấy là cái này nó bị ngược sao á. Nhưng mà khi mà mình dùng cái sản phẩm này, mình lấy cái cọ, mình lấy màu sáng đánh riêng, rồi mình lấy màu tối đánh riêng, mình mix màu, khi mà mình tán màu lại với nhau á thì màu lên mình thấy nó đẹp hơn. Tuy nhiên là cái phần màu sáng này nó vẫn là không lên màu đẹp nha các bạn, nó vẫn lên ở cái mức tầm khoảng 5 điểm thôi. Cái độ lên màu của nó tầm khoảng 5 điểm thôi chứ không được điểm cao nữa đâu. Nó rất là khó lên, mình phải cố gắng mình dùng cọ, mình lấy phấn nhiều lần thì mình đánh nó mới lên được. Vậy cho nên với cái màu mắt này và với cái cách đánh mà hãng giới thiệu cho các bạn thì Tini nghĩ chỉ có bạn nào mắt to nè, với lại là không biết dùng màu mắt á thì các bạn nên mua cái hộp màu mắt này với đánh theo cái cách đánh của hãng giới thiệu luôn. Có nghĩa là mình quẹt lại rồi mình quẹt lần ngang trên mắt. Điều kiện là mắt bạn phải to, mắt bạn phải đẹp sẵn, và bạn không biết dùng màu mắt thì bạn dùng cái cách đó thì bạn sẽ thấy cũng chấp nhận được. Ồ, thì ra là đánh mắt nó cũng dễ kiểu vậy á. Thì nếu như mà mắt bạn to, nếu như mà mắt bạn to, mắt bạn đẹp sẵn và bạn không biết đánh màu mắt, bạn đánh theo cái cách này thì Tini chấm nó tầm khoảng 6 điểm, là cái màu mắt lên trên mắt của bạn á là cái độ đẹp tầm khoảng 6 điểm thôi. Đó. Còn nếu như mà bạn nào biết đánh mắt nè, rồi các bạn có đôi mắt không có được hoàn hảo cho lắm, kiểu như mắt một mí hay là mắt bị bụp, hoặc là mắt một mí lót này kia, thì khi bạn dùng màu mắt này thì bạn sẽ cảm giác rất là bực bội. Kiểu như là nó không lên màu là một phần, rồi nó làm cho đôi mắt của mình càng lộ khuyết điểm hơn á. Với những trường hợp như vậy á, khi mà dùng màu mắt này thì Tini cho nó tầm khoảng 3 điểm thôi, không cao được đâu các bạn ơi. Bởi vì á, vì mình đã biết đánh mắt rồi mà mình dùng những cái sản phẩm này mà đánh nó không có tới á, nhìn thấy bực bội lắm đó. Tóm lại là Tini khuyên bạn nào không biết đánh mắt và bạn nào sử dụng màu mắt hàng ngày do công việc bắt buộc, ví dụ như công việc của bạn là bắt buộc bạn phải trang điểm mắt và trang điểm gương mặt của bạn mỗi ngày luôn, nhưng bạn lại không biết đánh mắt và bạn không biết trang điểm, thì bạn dùng cái sản phẩm này thì quá là ok rồi. Có điều là nó sẽ không đẹp như là mình mong muốn thôi, với lại nó sẽ không làm bộc lộ hết cái nét đẹp của bạn thôi, nhưng mà nói chung để đối phó thì vẫn được. Kết luận cuối cùng của Tini là Tini sẽ không mua em này. Đầu tiên là về giá thành, thì em này có giá là 13.000 won. Với cái giá tiền này thì Tini mua được rất là nhiều những loại màu mắt của các hãng khác mà cái chất lượng nó ok hơn em này rất là nhiều luôn á. Và thứ hai nữa là cái độ lên màu của em này không có được như ý của Tini mong đợi. Tuy nhiên Tini biết là các em này sẽ hợp, rất là hợp với bạn nào không biết trang điểm và các bạn nào thích những cái cách mà trang điểm kiểu như là lên màu tự nhiên, lên màu trong suốt và các bạn, thì các em này sẽ rất là hợp với các bạn đó. À quên, còn một điều mình quên nói với các bạn nữa là các bạn thấy là người mẫu á đánh cái màu mắt này rất là đẹp luôn đúng không? Nhưng mà ở ngoài thì sẽ không được đẹp như trong người mẫu đâu nha các bạn. Màu của người mẫu là lên màu rất là đẹp, rất là đậm. Tuy nhiên cái màu mắt này á, lại lên màu không có đậm được như vậy đâu nha các bạn. Note lại cái ý này để cho các bạn chi tiết hơn về cái em này á mà. Rồi, mình đã review xong cái em màu mắt tạp chí của 16 Ranh. Hy vọng là qua cái video này thì các bạn sẽ có cái nhìn cụ thể hơn về em nó, đa chiều hơn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Cuối video thì mình có một cái vòng quay nhỏ nhỏ gửi đến các bạn. Đó chính là
3 em kem lót của hãng Innufree. Nếu như mà bạn nào subscribe kênh YouTube của Tini, sau đó rồi để lại bình luận là các bạn đã dùng thử những cái sản phẩm nào của hãng 16g chưa. Thì sau 7 ngày mình sẽ chọn ra 3 bạn may mắn nhất để gửi quà tặng nhà, mình chọn ngẫu nhiên nha các bạn. Nếu như mà bạn nào được trúng thưởng á, thì Tini sẽ inbox để thông báo riêng. Ngoài ra thì Tini cũng có thông báo trên album ảnh của Cam Tư Review nữa, các bạn có thể lên đó để tham khảo nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Bye bye. Nhấn vào cái chuông để được thông báo khi có video mới.